Chào các bạn, đây là cửa hàng nông cơ Hưng Thịnh ha, địa chỉ 18A quốc lộ 1A, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đây, quốc lộ 1A nha. Đối diện điện máy Chợ Lớn rồi. Cu, lại đây cho. Hả? Em trai à, không được kêu cu à. Lớn à. Nhưng mà anh lớn rồi anh cũng thích kêu mấy nhỏ nhỏ là cu được không? Hả? Thì lớp gì con gái nhỏ kêu bạn gì? Vậy không? Kỳ đó. Này nói một câu nghe chí lý nha. Vậy mấy con gái nhỏ kêu bằng gì hả? Thì kêu bằng gái. Chứ kêu bằng gì? Kêu bằng gái đúng không? Hả? Không kêu bằng em gái. Kêu bằng gái. Kêu bằng trai. Gái ơi. Bằng trai phải kêu bằng trai hả? Chứ không được kêu bằng cu hả? Rồi. Chiếc xe này mới về nè. Đúng không? MI65 hả? M165 M165 hai cầu, bốn cầu đó. Đi là số nè. Rồi đi gích sồ rồi. Con này thì vỏ đồ quá đẹp luôn ha. Vỏ đồ quá đẹp luôn ta, còn quá đẹp mà nó không bị gì ha. Vỏ quốc gia này của Hàn Quốc à, quốc gia nè, quốc gia của Hàn Quốc à, in của nước nào in nè hả? Đâu mát in nè, nhiều nước thay mát in gì à. Mass in Barikistan gì đó. Này gì là dẫu bên thấy mọi người mấy cái xe mà của Barikistan đồ đó. John này. Cái này nước sơn nó rin hết luôn hả? Dạ. Từ Z tới A hả? Dạ. Nó ngược lại hả? Dọn mai mới về mà. Mới về chưa dọn hả? Đúng rồi. Sao không dọn đi? Chưa làm kịp, giờ mấy con đang làm dưới. Con này chạy 3154 giờ. Dạ. Cái này số cơ bên cơ được hết chứ? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Cabin nó đâu? Có cabin không? Không, nó bị trần thôi. Như cái này mình để nổ được không? Được. Ủa này của cua ta ta? Cua ta sinh sai được cao mà, đúng rồi. Ồ, cua ta. Cua ta như vậy rồi. 65 lại dòng này số cơ. Có nghĩa là hai số là số cơ. Nếu mà thí dụ như em mà quanh này mà ba số, thí dụ 650 là số nhất. Nhưng mà 65 hai số là số cơ. Rồi em lên đề thử cái coi. Có nổ được không? Có tay lái trợ lực không? Ủa, nhẹ nhàng ha. Rồi ghé vô luôn đi, vô luôn để quay. Rồi mình quay sơ sơ thôi. Còn các bạn nào mà muốn biết mà cho quá trời quá giọng. Trời quá mạnh luôn. Tắt máy được không? Tắt máy được không? Đâu? À vậy hả? Tắt điện hay tắt cơ? Tắt điện anh. À vậy hả? Ồ. Bơm điện á. Quá. Quá đạt ha. Quá đẹp ha. Điện từ A đến Z luôn ha. Mình quay sơ vậy thôi, rồi các bạn nào muốn mua thì bên ông chủ này ông sẽ quay lại cho nó kỹ ha. Số điện thoại của anh với mình đọc luôn nè. 0961 796 801, 0907 546 156 156 là của bạn này. 0907 546 106 là của bạn Hải ha. Rồi con này mới mua luôn hả? Mới lấy về hả? Nước sơn rin nó ha. Rồi coi cái mặt trước này còn không? Nó bể, em đang làm luôn rồi đó. Hả? Bữa giờ em đang làm lại. Lý do là sao? Nó bằng nhựa về công nó bể. Mà làm composite hả? Đúng rồi. Làm nhựa y chang vậy luôn. Bây giờ em làm sắt. Sắt hả? Chắc luôn, sắt em là bền luôn. Không để vậy cũng đẹp vậy. Đúng rồi.
cặp đèn nó còn ngựa nó bãi đây, nó làm sao đây? À, làm đèn đồ luôn hả? John the Red. Nó chỉ còn đó thôi, đèn. À, khoan con này coi coi chạy, à, hồi nãy có rồi rồi, đọc giờ rồi. À, để coi mấy giờ chạy rồi nha. Không có giờ. 3766 giờ. Wow, con này còn khá đẹp ha. Rất may còn để chưa rửa luôn mà thấy không? Xong rửa đi. Đó, mày lại đèn nút không? Như con này 2040 thì nó khoảng bao nhiêu cái mã? 70 anh, 70 mã. Hả? Tầm 70 mã. À, 70 ngựa hả? À. Cái này mà giờ mình lấy 40 con ngựa mà mình cho nó kéo cái cày. Kéo mạnh nó đâu. Hả? Này mạnh hơn. Mạnh hơn hả? Ừ. Thì nó 40 ngựa nè. Không, 70 ngựa. Đó, 70 ngựa, 70 ngựa. Quên chứ. 70 ngựa, nhưng mà nếu mà nhân lên thằng này á thì nó lại ra thành á là nhiều nữa, mấy số. Cái số chạy nó mấy số? Cái chạy nó là 4 số. 4 số, 77, 71, 77, 24, 31, 74 là 28 bằng 280 con ngựa lận. Tại vì mình chạy số 1 á. Đẹp ha. Như con này nổ được không? Nổ được anh, lắc mà nổ. Thôi đông lên lắc thử đi. Cho người ta xem. Lắc không đứng đó lắc mà cứ cười hoài. Cười như đười ơi. Wow. Đạp ga coi. Ồ. Tay lái trợ lực luôn ha. Rồi quá ok. Cái này về mình không xả dầu xả gió gì luôn ta? Không có dầu sẵn cho bạn, đây là nổ thôi. Đây là nổ thôi. Cái nào lắp cái nổ thôi. Mua chúng mấy con này lời to ha. Dạ đúng rồi. À. Hai con bao xin. À, con này. Isuzu X33. Đề được không? Được luôn. Nổ không? Đâu là anh đề coi. Trời ơi, đứng cười như đười ơi. Keo gì chảy đầu đẹp dữ vậy? Keo gì chỉ anh mua với ai? Tay lái trợ lực luôn. Nước sơn rin hết luôn. Mà cái dọc này sao nó nhẹ nhàng dữ vậy ta? À, con này chạy mới có 1721 giờ. Cái đời đời cao mà. Ờ. À, số đó nó đó hả? Đúng không? Hay số sới? Số chạy. À. Tới luôn luôn nè, kết hợp với 4 tầng. À. Còn bên này? Bên này là Ben. Đâu Ben coi lên không? Đâu đây lên rồi đó. Hả? À, đâu? 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 Gì vậy? À, lên đó. Mới về hả? Xe này mới về hả? Đúng rồi. À, chưa rửa luôn ha. Đúng rồi. Ờ. Quá tuyệt vời. Rồi, ok. Tắt máy. Mâm niền đồ nước sơn rin luôn ha. Vỏ rin mà đẹp luôn ha. Đúng rồi. Vỏ Bridgestone này của nước nào? Nhật. Nhật Nhật hả? Này cũng... Con này Nhật luôn. Faken của Nhật luôn hả? Tem đồ còn y luôn ha. Còn con kia bán chưa? Kubota 322 chưa? Chưa hả? Nãy đi ngang qua thấy con này đẹp quá. Con này mình sơn lại hết hả? Đúng rồi anh. Sơn áo đi nha, lóc không có đụng gì hết. À, sơn vàng áo thôi. Áo chứ mâm miếng còn lớp còn nguyên bản. Ồ, hàng chi đi qua thấy nó đẹp quá. Con này chạy nhiêu giờ rồi ta? 1806 giờ. Con này nổ được không? Được. Đâu lên nổ thử coi. Con này làm máy chưa? Được, không có đâu đâu làm. Hả? À? Máy ngon mà làm cái gì? Nguyên zin hả? À.
không có xong à, người ta xong đồ đè cho nó nhanh ăn à. Vậy hả? Ồ quá ngon. Tay lái trợ lực không? À trợ lực luôn hả? Wow, tay lái trợ lực luôn. Rồi tắt máy, tắt chìa khóa, xuống. Rồi máy đào bán không? Bán luôn chứ. Bao nhiêu tiền? 220 bánh hơi luôn. Bánh hơi luôn. Rồi gầu không mấy? Cái này gầu tương đương 1.5 á. À, cô mắt sâu không? Bữa nay 22 là giá bị rẻ rồi nha. Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ này nó lên dữ lắm á. Con này bây giờ nếu mà giá thị trường là nó nằm tầm khoảng 300, 290-300, mà nếu mà 220 hả? À, 22 là giá cũ á. Rồi con Matsu, cái này nó hoạt động ok không? Bình thường á. Chạy đồ ngon lành chành đào. Đúng rồi. Ngon lành chành chuối. Đúng rồi, cho đến test cũ luôn mà lo gì. À, cho tới test luôn. Ừ. Được lấy không được thì về. Vui vẻ. Có vui không? Vui vẻ gì đâu. Không bán được có vui không? Vui, bình thường mình không bán được gì đâu không? Có nhiều thằng bán được nó buồn. Cái chuyện người ta không? Nó buồn nó chửi. Nó chửi, chửi là vậy. Nó muốn quyền. Không có chửi không? Chửi nhưng mà điều nó nhăn. Ừ, nó nhăn, nó vậy. Nó nói coi cho đã rồi. Nó muốn quyền người ta mà sao nét được không? Đó là vậy. Nói với mấy đồ hoàn toàn. Con này mới về hả? Mới về luôn. À, xong rửa đi. Mới về chưa làm phép. À, cabin máy lạnh. 435 Saburi Shibura. À, Mikion là xài điện nè. Điện đời nó hay dùng điện mà. À, bên điện á. À, đời anh biết rồi, biết gì đây nè, thấy không? Đó. À, cái đời nó dùng thấy không? À, điện đó. Mikion là xài điện. Hệ thống điều khiển máy là bằng điện, thông minh. Không, số nó chạy bình thường nhưng mà nó dùng heo điện nè, đồ ben điện nè. À, thì đó thì nó là điện thông minh mà thằng cãi tới cãi lui. Cái heo này nè, heo này điện điện chứ muốn chuyển mà cơ là dễ lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Mình chỉ việc là chốt cái van này lại là khỏi cần tới điện. Cái này nó tắt máy bằng điện rồi mở bằng điện. Còn cái sợi dây này mà điện ở đây là biết để làm gì không? Để đo báo nhớt á, đo nhiệt độ nhớt á. Để đo nhiệt độ nhớt á, nhiệt độ của nhớt này nè. Nói chung là cái này là cái đời này là nó cao, nó sử dụng hệ thống điện là thông minh. Rồi, còn Kabuto kia. Mới về luôn, Kuta. Rồi tao quá quá lành rồi. Hả? Kuta 301. À 301. 30 mã lực. Trời ơi, xe sao còn mới dữ vậy? Hả? Đúng rồi. Cái gì đổ đổ cái này ha. Nó có gầu luôn hả? Có gầu. Mấy này về phải sơn lại ha. Đúng không? Vỏ đồ thì còn đẹp, đúng không? Nhưng mà làm nhất nhất cái xì này. Thôi, kệ mẹ đi. Bỏ qua một bên. Hả? Em này đó. Em này mới về luôn hả? Anh nào mà sao? Sao cười thế vậy? Khách hàng mà. Mua xe hả? Đi coi xe chứ không mua xe. À đi coi xe hả? À. Con này con pho 4.000. Vô coi đi. Vô coi đi. Pho đi à. Dạ. Ở vô coi đi. Pho 4.000 tay lái trợ lực à. Đúng rồi. Rồi bao nhiêu mã lực? Con này nó gần 50 ngựa đó. Hả? Trên 50 chứ. Đúng rồi, trên 50 ngựa đó. À. Đúng rồi. Nè nó giỏ nó không giỏ nó là 12-36 nè, nó tương đương với giỏ xem được rồi. Hả? À, 12-36 nè, thấy không? À. Nó tương đương giỏ là người Suzuki 6.5 vậy. À. Cái này chắc mình tính cái vỏ là mình tính mã lực nó ra được à. Ừ, phần nào đó đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, một phần á ha. Pho này pho mẻo quá. Chắc. Nhìn cái mà hộp cái dàn hộp số nó thấy khủng không? Dàn đít nè. Ừ. Đúng Mỹ cái gì nó cũng bự hết ha, chiếc xe nó làm cũng bự. Đúng rồi. Đúng không? Đít nó cũng bự. À. Nhất đít mấy nhỏ gái Mỹ bự ha. Bảy rồi. Hả? Nó xe rồi, nó xe rồi. Đó, công nhận nghe cho là thường thường cái đùi đó thấy nè. Mấy đi chơi này mà quay đùi rồi, thấy không? Đúng nè, mấy. Đợi chưa? Thấy không? Mấy đùi của mấy nhỏ Nhật rồi. Nhỏ xíu à. Quang, đây. Nó khác hoàn toàn.
mấy đuôi của mấy con Mỹ nè. Đó, mấy nhỏ Mỹ nè, thấy khủng chưa? Mà nó vừa bự luôn. Xe này bán không hay là để chân bán chơi mà để lâu bán, dữ vậy? Bày bán luôn chứ. Bán à? Ừ, bán hết. Xúc lật à? Ừ. Xúc lật Toyota. Con này anh hỏi thiệt nha. Giá 100 triệu không? Bảy không? 120. Mình lên. Chứ sao ông già mấy đời cổ không bán đâu 100 triệu? Đồ cổ nó khác, cổ bị bánh nó à, gió, còn đây phải mình mà. À. Đúng không? Anh lấy mấy cây xúc bây giờ nó xíu này không nữa gần 100 rồi mà à, so được cái này được. Nói đùa cho vui vậy thôi nha. Đùa vui nhưng mà chọc đọc người ta không vui chút nào. Ai không vui? Con này nó được mấy trăm ký? Con này cái tấn á. Nhìn về cái tấn á. Không ý là gào xúc nó được mấy trăm ký? À gào xúc nó 500. À 0.5 á. Khoảng hơn 5 tấc á. À. Mấy con này 6.10 hai cầu nè, 6.500. 7.300. 6.500. 6.500 này là 65 mã lực nè. Đúng rồi, hai cầu. Ồ con Isuzu 885 cabin đẹp quá. Bữa nào quay con này nha. Quay độc đạo nó nha. Ờ lanh mắt 5. Wow. Con này là Vũng Long đại chúa nữa. Còn con này 9.500. 7.950. 7.900. Con này 6.610. Sao dán tem lên? Chưa dán ghế ra tem được nhé. Mới dọn xong à? Con này mới về luôn. Vũng Long. À. Vũng Long bảo chúa luôn. 1.85. Là 108 mã lực. Đúng rồi. Rồi đã biết sao nữa. Tới giờ còn xanh đen. Mới về hả? Đúng rồi. Mấy con này mình nhìn nó khủng quá, mình cũng ớn ha. Nhưng mà đặc biệt đùi Nhật là mấy con nhỏ, con Nhật nó nhỏ hơn là đùi mấy con Mỹ. Đúng rồi, cho mấy con Mỹ. Ừ. Nó vừa rộng mà vừa bự hơn. Đúng rồi. Ông cũng quá tổ, vừa rộng vừa bự. Không mà thật sự đó, mà thấy mấy cái không đúng rồi, bề ngang cái đích của nó là rộng bự hơn. Đúng rồi. 2030. Cũng 2030 luôn. Không, cũng 2040. À. Cái mã 30 này là cái gì ta? Cái đời từ trước về sau. Nhưng mà nó vẫn là cái mã lực đó, nó vẫn như đúng nhau. Cái mã lực như nhau như cái đời. À. Cái lô ra trước rồi là xong. Nó cũng bốn mấy rồi như nhau. À. Con này là khoảng nếu mà thường thường là mình nó phải 6 à, nó phải là 40 mã lực chứ. 70 á. 70 à? 70 á. Hai thường thường nó là thí dụ như 2 nhân 3. Nó nhân 3. Thí dụ 20 là nhân 3 là 60 nè. Rồi nhân số đuôi nữa là 3 là 9 nữa. 3 là 9 nữa là 70 mã lực. Nói tào lao chung chửi chứ. Chọc nói chơi cho vui vậy thôi. Nhưng mà điều cái nó thường thường nhân 3 cái gì đó 50% gì đây. Bán giảm giá từ 30-50% hả? LLC. Ở bên Nhật nó giảm giá nó. À, công ty LLC. Thôi kệ nó đi, nó giảm gì giảm, mình không giảm là được rồi. Còn gì nữa không? Độc lạ không? Hả? Có mấy xăng nữa, có mấy xăng nữa. Ôi, con cua ta có mùi nè, bán không hay để xài vậy? Bỏ hả? À. Úc. Để mèo. Đó, đi cúp lên. Hả? Ờ. Vậy hả? Rẻ bèo là bao nhiêu mà bèo? À, nó biết rẻ được rồi, nó xăng rồi. À. Dạo, thôi dàn số rồi. À. À. Đường chiều chiều nó phơi không kịp rồi. Đúng rồi. Rồi con Honda. À. Chúng mình cuối tuần vậy á. À, vậy hả? À. Trời ơi. Hồi nãy biết sao cái phần mà mình quay này mình bị tạm dừng lại rồi. Tại vì ông đó ông ra ông nói lớn quá. Đó, quên rồi. Để anh quay lại. Ông đã mix. À, cái này là gì ta? Em biết dịch đâu. Tia chớp hả? Ừ, biết tim rồi, không hiểu ha. Hả?
tia chớp. Đó này mình chỉ biết dịch là 4 là 4 bánh. 11. À, 7. 4 là 4 là 2 cầu. À 2 cầu. 4 cầu. Steering được trợ lực nè đúng không? Ừ. Đúng không? Ừ. Đó, rồi. Là 4 là 4 bánh 4 cầu nè. À, này không biết cái gì. À. Chỉ thì chỉ của xe là đó. Cái này chỉ đổ xăng. Chỉ thì chỉ đổ xe. Rồi, đó. Rồi. Số nè, số đúp. Số đúp. Tới 2 ghe. À. Rồi. 8 tới 2 ghe chứ sao 4 tới. Đúng rồi, 4 với 2 tầng ngăn chặn nữa. 8 tới 2 ghe. Cái thằng nói cũng sai, dàn sới 1 mét. R. R là có xé ngược nè. Coi có xới lui không? 1 mét nè. Đúng, có đúng rồi đó. Hả? À? Đúng. R sao? Là có xới lui nè, hình như đây, nó đảo thuận đảo ngược. À, đúng rồi. Đó. Nể chưa? Nể. Hả? Nói chuẩn. À, không cần chỉnh. Rồi, ok. Rồi, vậy đi. Chỉ đi chỉ trò xe. Cái này chỉ đổ xăng thôi. Mà hôm bữa trước nói vậy mà người ta nói ủa sao chữ Nhật mà lại nói ra tiếng Trung Quốc không à? Không đúng chính xác là đi đâu chỉ này chỗ này chỉ đổ xăng. Nhưng mà ấy là mình nói là chỉ thì chỉ tổ xe là có nghĩa là người ta nói sao tiếng Nhật mà lại đọc bằng tiếng Trung Quốc. À. À. Đó, tiếng Nhật này nha. À, rồi tiếng ok. Nhật thôi, tiếng Nhật thôi, chỗ này chỉ đổ xăng. À, rồi ok. Rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi. Bye bye.